Hello everyone, một lần nữa thì Dương xin chào tất cả các bạn trong đại gia đình của New Skin. Các bạn biết không, thì Dương mới về đi Campuchia được 8-9 ngày. Thì mới về sáng hôm nay thì phải nói là cái chuyến đi vừa rồi cũng khá bận rộn, là bởi vì ở bên Campuchia thì San Hoa là cái tổ chức mà Thùy Dương làm việc với đó. Mình có 30 bác sĩ bay từ bên Úc sang để mà khám bệnh cho 550 người trong cái chương trình tại Lotus Kids Club của San Hoa. Cho nên là trong cái chuyến đi đó đó là đã làm việc ngày nào cũng vậy, từ 7 giờ sáng đến nhiều khi 10 giờ khuya, 11 giờ khuya, 12 giờ khuya. Cho nên là Thùy Dương nhớ đó là trước khi đi đó là đã cũng cố gắng là nhớ là phải giữ gìn sức khỏe. Thì trong cái thời gian đó Thùy Dương đã check cái life pack, cái vitamins mỗi ngày 2 lần. Và cũng mang với Thùy Dương cái G3 và uống hàng ngày. Thì hy vọng là có thể là có sự thay đổi trong cái score của mình. Tuy nhiên là Thùy Dương cũng chia sẻ với mọi người là mình đang có bầu, cho nên là theo Thùy Dương được biết thì khi mà có bầu thì cái điểm của mình nó cũng không có, nó cũng khó để mà lên xuống, nó nhiều khi nó có những cái sự nó không có lên cao lắm hay là xuống nhiều lắm thì Thùy Dương cũng không có hiểu, nhưng mà hy vọng là cũng cao hơn một chút. Thì bây giờ ha, Thùy Dương nhớ không lầm là lần trước thì được 44.000, cho nên là lần này thì để coi xem là sao. Nhưng mà bên New Skin thì cũng đã nói là bà bầu thì khó để mà điểm nó lên cao thật là nhanh. Thì Thùy Dương cũng không có biết là tại vì cái cơ thể của một người phụ nữ thay đổi như thế nào trong khi có bầu, để cho cái antioxidant nó không có lên được như là ý muốn. Nhưng mà Thùy Dương đã uống cái nước gấc này hàng ngày khi mà ở bên Campuchia. 54,000, yay! đó là lên được 10.000 đó thưa quý vị. Và có thể là vì trong cái chuyến đi đó thì đã uống rất là nhiều cái G3. Làm việc như thế vậy đó, theo Thùy Dương thấy đó, mà nhất là khi mà mình có mang thai đó, thì đáng lẽ ra đó là Thùy Dương phải rất là mệt. Nhưng mà trong cái chuyến đi vừa qua thì ngày nào cũng vậy, thức dậy và cảm thấy rất là khỏe và rất là có nhiều sức lực để tiếp tục làm việc. Chỉ có một cái đó là chân Thùy Dương bị sưng, là bởi vì Thùy Dương đi và nhiều quá và đứng nhiều quá, mà cơ thể thì không cảm thấy mệt, nhưng mà ở bên ngoài đó là chân sưng rồi, đến nỗi mà sáng hôm nay đi về là phải đi tới bác sĩ, là bởi vì cái cơ thể bên ngoài của mình nó mệt quá. Nhưng mà bên trong thì Thùy Dương cảm thấy không có một cái gì thay đổi, mà còn hơn nữa là có nhiều sức khỏe hơn nữa. Thì Thùy Dương nghĩ rằng là hy vọng là có thể là vitamins mà mình đã uống hàng ngày hoặc là cái G3 này. Tuy nhiên là ngày hôm nay thì được 54.000 điểm, nghĩa là cao hơn. I'm very happy. Lần sau thì Dương sẽ chia sẻ thêm một trong những cái sản phẩm mới của New Skin mà Thùy Dương rất là excited. Đó là Thùy Dương mê aromatherapy oil từ lâu rồi, và nhất là khi tập yoga. Cho nên là lần sau khi mà chúng ta gặp nhau thì sẽ nói chuyện thêm về cái chuyện đó. Thùy Dương xin cảm ơn everyone và xin hẹn everyone lần sau.